Ngày xưa có chàng trai nọ, chàng có một chiếc túi thần kỳ, ước gì được nấy. Ngày kia chàng lưu lạc tới kinh đô, gặp lúc công chúa nước này đang mở cuộc thi đấu cờ để chọn chồng. Chàng xin vào thi đấu. Chàng xin thi đấu chẳng qua là muốn được ngắm sắc đẹp của công chúa mà thôi. Vì thế mà anh chàng thua cuộc nhanh chóng, phải nộp 1.000 đồng vàng. Chàng thản nhiên lấy túi thần ra, lấy tiền nộp đủ số. Khi biết đó là một cái túi thần, công chúa nổi lòng tham, liền đoạt lấy ngay và sai lính xông tới tống cổ chàng trai ấy ra khỏi hoàng cung ngay tức khắc. Thế là anh chàng trở nên khốn khổ, không có một xu dính túi, chẳng biết phải sống ra sao đây. Chàng ngồi khóc bên bìa rừng vắng, bỗng có một cô tiên hiện ra hứa giúp anh lấy lại vật báu. Cô tiên đưa một giỏ táo chín đỏ và dặn dò cẩn thận. Anh chàng liền giả ra một người bán dạo, đi tới trước cửa hoàng cung, rao to. Công chúa vốn rất thích ăn táo nên gọi đến. Thấy giỏ táo chín đỏ mọng, nàng liền mua hết cả giỏ. Công chúa đem giỏ táo về phòng ăn hết sạch. Vừa ăn xong, nàng bỗng thấy hai tay ngứa ngáy lạ thường, liền bước tới gương soi. Nàng bỗng kinh hoàng, kêu thét lên khi nhìn thấy hai tay mình dài ra như tay lừa. Tất cả các lương y giỏi nhất nước đều được gọi tới chữa căn bệnh kỳ lạ cho công chúa, nhưng họ đều bó tay. Lúc bấy giờ, chàng trai mới xin vào chữa bệnh cho công chúa, với điều kiện phải trả lại cái túi thần. Công chúa đồng ý ngay. Lấy lại cái túi thần xong, chàng trai mới đưa ra hai quả táo xanh, chỉ cho công chúa ăn một trái. Công chúa vui mừng khi thấy hai tay mình đã ngắn đi một nửa. Nàng vội van xin anh đưa quả táo còn lại và hứa sẽ làm vợ anh. Chàng trai cười nói, tôi không thèm lấy một người tham lam gian xảo, chỉ khi nào cô thực sự biết ăn năn hối lỗi, tôi mới đưa tiếp quả táo còn lại. Công chúa nổi giận, thét gọi lính bắt lấy chàng trai, nhưng anh nhờ có chiếc túi thần nên thoát đi mất. Thế là nàng công chúa tham lam ấy chỉ còn biết ôm mặt mà khóc, chẳng biết nàng có thay đổi được không. Chỉ biết là nàng vẫn mang hai cái tai lừa ấy cho đến tận ngày nay đó các bạn ạ.